Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Chào mừng các em đến với bài giảng của chương trình tiếng Anh lớp 9. Trong video hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ học tiếp bài số 1. Unit 1, Local Community, A Closer Look to. Trong tiết học này thì chúng ta sẽ làm bài tập để luyện tập về một phần ngữ pháp. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô tìm hiểu phần ngữ pháp này và một số từ vựng của bài. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu phần ghi nhớ sau đây. Question was before two infinitives. Từ để hỏi đứng trước động từ nguyên mẫu có to thì chúng ta sẽ đọc cái phần ghi nhớ này. Ở trong phần ghi nhớ này thì có một số những cái từ mới, em có thể đọc trước. To infinitive, động từ nguyên mẫu có to. Question was, từ để hỏi. Động từ express, diễn đạt là bày tỏ. Indirect question, câu hỏi gián tiếp. Phrasal verb, cụm động từ. Particle, đó là tiểu từ, thì tiểu từ nó có thể gồm là mạo từ, phó từ hay là giới từ gì đó. Cụm từ consist gồm có. Đó là một số những cái từ ngữ có sử dụng trong phần ghi nhớ. Ngoài ra thì trong bài học này chúng ta sẽ có các từ mới sau đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ đọc và ghi lại phần từ mới để học thuộc. Consist, take out the rubbish, deal, housewarming, và cụm từ housewarming party là tiệc tân gia. Trong bài chúng ta có một số những cái cụm động từ sau đây. Pass down, cut down on, run out of, thì nó sẽ đồng nghĩa với là have no more of, hết hay là không còn. Cụm động từ look around, nhìn hay là ngắm xung quanh hoặc là tham quan. Come back, trở lại hay là trở về. Hand down, truyền lại. Find out, khám phá ra hay là tìm ra. Take care of, chăm sóc. To be responsible for somebody or something, chịu trách nhiệm về ai hay là cái gì. Walk around, đi dạo quanh. To get information about somebody or something, có được thông tin về ai hay là cái gì. To return to a place, trở về một nơi. To give something to somebody younger than you, để lại cái gì đó cho người nhỏ hơn bạn. Cụm từ hometown, quê nhà, và từ eldest, lớn tuổi nhất. Đó là một số từ và cụm từ thuộc phần từ mới của bài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô xem phần ghi nhớ và sau đó thì thực hành lần lượt từng phần của bài học. Nội dung của phần ghi nhớ như sau. We use a question word such as who, what, where, when, or how before a to infinitive to express an indirect question about what we should do. Chúng ta sử dụng từ để hỏi, ví dụ như là who, what, where, when, hoặc là từ how, đứng trước động từ nguyên mẫu có to, diễn đạt về cái câu hỏi gián tiếp về cái mà chúng ta nên làm. We often use a verb such as ask, wonder, decide, tell, not tell, know, hoặc là not know, before the question word, and to infinitive. Chúng ta thường sử dụng một cái động từ như là động từ ask, động từ wonder, decide hoặc not decide, tell hoặc là not tell, know hoặc là not know, trước một từ để hỏi và một động từ nguyên mẫu có to. Thì chúng ta có thể xem một ví dụ sau đây. We don't know what to do to help the community. Chúng tôi không biết là làm gì để giúp đỡ cộng đồng. Thì ở đây các em có thể thấy là cái từ để hỏi đó chính là từ what, từ người ta in đậm này. Và một cái to infinitive đứng sau đó là to do. Và ví dụ số 2. She asked how to get the nearest shopping mall. Cô ấy đã hỏi là làm cách nào để có thể tới được cái trung tâm mua sắm gần nhất. Thì ở đây chúng ta có từ để hỏi, đó là how, và cái động từ nguyên mẫu có to đứng sau là to get. Chúng ta có thể thấy là hai ví dụ này nó thể hiện, nó bày tỏ về một cái câu hỏi gián tiếp, xem là chúng ta nên làm gì. Như ở câu thứ nhất này là chúng tôi không biết được là làm gì để giúp đỡ cộng đồng, thì nó cũng giống như một cái câu hỏi gián tiếp vậy đó. Ở ví dụ thứ hai này cũng vậy,
Có nghĩa là ý của cô ấy là cũng muốn hỏi làm thế nào để tới được cái shopping mall gần nhất. Nhưng đây nó không phải là câu hỏi của nó, chính là một cái câu hỏi gián tiếp. Bây giờ áp dụng phần này thì chúng ta sẽ làm các phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng phần này để các em làm từng phần của bài học. Yêu cầu hoạt động số 1 là chúng ta điền vào bộ chỗ trống với một. Yêu cầu hoạt động số 1 điền vào một chỗ trống với một từ để hỏi thích hợp. Thì đối với phần này các em sẽ đọc kỹ tình huống ở trong câu để chúng ta có thể biết được là điền từ để hỏi nào các bạn nhé. Ví dụ như là where, when, who hay là từ what hoặc là từ how. Number one, câu số 1. I don't know to deal with this problem. Tôi không biết. À, và cái cụm từ phía sau này đó là giải quyết cái vấn đề này. Vậy thì chúng ta thấy cái tình huống đó chúng ta có thể dịch là tôi không biết là phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Cho nên chỗ bỏ trống này chúng ta có thể điền cho cô từ để hỏi. Điền cho cô một cái question word đó là từ how, như thế nào. Và chúng ta được câu hoàn chỉnh như sau. I don't know how to deal with this problem. Tôi không biết là phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào. And number two, câu số 2. My sister wanted to buy the best cakes. Chị gái của tôi hay là em gái của tôi thì tự hỏi hay là băn khoăn không biết mua những cái bánh ngon nhất ở đâu. Theo tình huống thì chúng ta có thể dịch là ở đâu các bạn. Cho nên ở chỗ này các em có thể điền cho cô từ để hỏi đó là từ where. Tiếp theo là câu số 3. Number 3. Could you tell me to do to get on well with my new neighbors? Câu này thì chúng ta có thể hiểu là bạn có thể nói với tôi là tôi phải làm gì để hòa hợp với những cái người hàng xóm mới của mình. Vậy thì dựa vào tình huống là làm gì thì chúng ta có thể điền cho câu từ what vào vị trí của câu số 3. Number 4, câu số 4. They asked to take out the rubbish at 5 or 6 p.m. Họ đã hỏi đổ rác là vào lúc 5 giờ hay là vào 6 giờ chiều. Vậy thì chúng ta có thể dựa vào tình huống. Ở đây là đang hỏi là vào lúc mấy giờ thì chúng ta có thể dùng cho cô là khi nào. Như vậy thì từ để hỏi sẽ là từ when. They asked when to take out the rubbish at 5 p.m. or 6 p.m. Họ hỏi khi nào nên đổ rác, lúc 5 giờ hay là lúc 6 giờ chiều. And number 5, câu số 5. He can't decide to give his books to. Anh ấy không quyết định được là đưa hay là tặng những cuốn sách của anh ấy cho. Như vậy thì sẽ là cho ai? Dựa theo tình huống mà. Cho nên Kem sẽ điền vào đây cho cô từ để hỏi là từ who. He can't decide who to give his books to. Như vậy thì trong 5 câu này các em đều thấy là chúng ta tìm ra những cái question word là những từ để hỏi. Và sau những từ để hỏi này thì là những to infinitive, những động từ nguyên mẫu có to. Như ở câu 1 sẽ là to deal, câu 2 là to buy, câu số 3 là to do, câu số 4 là to take và số 5 là to give. Đó là nội dung của hoạt động số 1. Bây giờ thì cô trò chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 2. Yêu cầu của phần này là chúng ta sẽ viết lại những câu dưới đây sử dụng từ để hỏi cộng với động từ nguyên mẫu có to. I don't know how I can get to the swimming pool. Tôi không biết là làm thế nào để tôi có thể tới được hồ bơi. Thì ở đây chúng ta đã thấy một cái question word. Ở đây là từ how rồi. Tuy nhiên ở phía sau nó là một mệnh đề. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành là bỏ cái chủ từ này đi và các em tìm động từ nguyên mẫu có to thích hợp để chúng ta điền vào phía sau của từ để hỏi để chúng ta được câu mới các bạn nhé. Như vậy câu này chúng ta có thể nói là I don't know how và các em sẽ dùng cho cô là to get to the swimming pool và chúng ta bỏ I, bỏ can này đi. Các em sẽ viết như sau. I don't know how to get to the swimming pool. Tôi không biết làm thế nào để tới được hồ bơi. And number two, câu số 2. They are wondering where they can buy traditional handicrafts. Họ đang tự hỏi hay là họ đang băn khoăn là họ có thể mua được những cái món đồ thủ công truyền thống ở đâu. Thì chúng ta đã có từ để hỏi đó chính là từ where. Các em sẽ viết vào sau nó
một cái to infinitive. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bỏ cho cô chủ từ they và động từ quyết thiếu can chúng ta bỏ đi. Thế em lấy động từ by này đưa nó về dạng là to infinitive. Như vậy sẽ là to by. Và các em viết như sau. They are wondering where to buy traditional handicrafts. Câu số 3. She asked what she should give to her new neighbor at his housewarming party. Cô ấy đã hỏi xem là cô ấy nên tặng cho người hàng xóm mới của mình cái gì trong bữa tiệc tân gia của anh ấy. Thì ở đây chúng ta nhận thấy mình có một cái question what, đó là từ what. Bỏ đi chủ từ và động từ này, chúng ta lấy động từ give và đưa về dạng nguyên mẫu có to. Như vậy sẽ là what to give. Chúng ta sẽ viết như sau. She asked what to give her new neighbor at her housewarming party. Sửa lại từ này là his chứ không phải là her các bạn nhé. Cô ấy hỏi là nên tặng gì cho người hàng xóm mới của mình trong tiệc tân gia của cậu ấy. Chúng ta sửa từ này. Her thành his. Number 4. Câu số 4. I can't decide who I should ask for advice. Tôi không quyết định được là nên hỏi ai để lấy lời khuyên. Thì ở đây chúng ta nhận thấy từ để hỏi đó chính là who. Chúng ta sẽ bỏ chủ ngữ I, bỏ từ should và chúng ta sẽ lấy động từ là to ask. Em viết như sau. I can't decide who to ask for advice. Tôi không quyết định được là hỏi lời khuyên từ ai. And number 5, câu số 5. Could you tell me when I have to pay the water bill? Bạn có thể nói với tôi là khi nào thì tôi phải thanh toán hóa đơn tiền nước. Thì trong đây chúng ta có thể nhận thấy từ để hỏi là từ when. Chúng ta sẽ có động từ sẽ là to pay. Các em sẽ bỏ là I, bỏ have đi. Chúng ta viết như sau. Could you tell me when to pay the water bill? Như vậy thì các em thấy ở hoạt động số 1 và hoạt động số 2, tuy rằng hình thức làm bài có khác nhau, nhưng mà chúng ta vừa mới luyện tập về cách sử dụng của một từ để hỏi theo sau nó là một động từ nguyên mẫu có to. Và bây giờ thì cô trò chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 3. Khi đi vào hoạt động số 3 thì chúng ta sẽ cùng xem phần ghi nhớ sau đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ thực hành với phần phrasal verbs. Thì phần này cô trò chúng ta cũng đã đọc một số những cái cụm từ trong phần từ mới. Phrasal verb là cụm động từ. Nội dung của phần ghi nhớ như sau. Một cụm động từ thì nó bao gồm một động từ và một hoặc là hai cái trợ từ hay gọi là tiểu từ. Ví dụ như là từ up, down, back, on hoặc là từ round, vân vân. Nó luôn luôn có một cái nghĩa riêng biệt. Chúng ta có thể xem ví dụ. Ở đây là động từ go đi với tiểu từ out. Đây là giới từ thì chúng ta sẽ được một cái phrasal verb. Đó là một cụm động từ go out. Nó sẽ là leave your house to go to a social event. Là đi ra ngoài hay là đi đâu đó thì nó sẽ đồng nghĩa với cụm từ này. Nghĩa là rời nhà của bạn đi tới một cái sự kiện xã hội. Tiếp theo là cụm động từ pass down, truyền lại. Thì chúng ta có thể hiểu đó là give or teach something to your children. Dạy cái gì đó cho con của bạn. Từ tiếp theo là cut down, là cắt giảm, giảm số lượng của cái gì đó, reduce the amount or number of something. Và cụm từ cuối cùng là run out of, đồng nghĩa với là have no more of, hết hay là không còn nữa. Đó là nội dung ghi nhớ về phần phrasal verb. Chúng ta sẽ áp dụng để làm bài tập tiếp theo. Động số 3 là chúng ta sẽ nối mỗi một cụm động từ với phần nghĩa của nó. Thì chúng ta có thể thấy ở cột bên trái là những cái phrasal verb, là những cụm động từ. Và cột bên phải từ A cho tới E, đây là những cái phần meaning, là phần nghĩa. Thì các em sẽ đọc và chúng ta nối sao cho hợp lý. Các em có thể tạm dừng video và tập làm trước rồi mới tham khảo đáp án các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta có cụm động từ look around, nghĩa là ngắm nhìn xung quanh. Thì chúng ta có thể nối cho cô với ý B. To walk around a place to see what is there. Có nghĩa là đi vòng quanh một nơi để xem ở đó có gì. Number 2, câu số 2, chúng ta sẽ có là come back. Có nghĩa là quay lại hay là trở về.
thì chúng ta sẽ nối cho cô với cụm từ to return to a place, có nghĩa là trở lại một nơi. Ở câu số 3 chúng ta sẽ có là handout, thì chúng ta sẽ nối cho cô với ý e, to give something to somebody younger than you. Thì cụm từ này có nghĩa là truyền lại, handout là truyền lại, thì phần meaning của nó là đưa hay là tặng cái thứ gì đó cho người trẻ tuổi hơn bạn. Number 4, câu số 4 chúng ta có động từ find out là tìm hiểu, thì chúng ta sẽ nối cho cô với ý C, to get information about somebody or something, đó là lấy thông tin về ai đó hoặc là một cái gì đó. And number 5, câu số 5, take care of có nghĩa là chăm sóc, thì chúng ta sẽ nối với ý còn lại, đó là ý A, to be responsible for somebody or something, chịu trách nhiệm về ai hay là cái gì. Như vậy thì qua bài tập số 3 các em có thể nhớ được cho cô một số những cái phrasal verb, đó là một số những cụm động từ và nghĩa của nó là gì các bạn nhé. Nói chung về tất cả các cái phần từ mới rồi ngữ pháp, tất cả các cái cụm từ, những cái mẫu câu, tất cả những cái phần nào mà cô nhắc tới trong bài thì chúng ta đều ghi vào vở để học thuộc, chứ không riêng gì phần từ mới ở đầu bài các bạn nhé. Đó là nội dung hoạt động số 3. Còn bây giờ thì cô trò chúng ta sẽ thực hành bài tập số 4 như sau. Yêu cầu phần này là hoàn thành mỗi câu sử dụng hình thức đúng của các cụm động từ trong bài tập 3. Thì chúng ta có thể thấy là đây là những cái cụm động từ mà chúng ta vừa nối với phần meaning. Look around, nhìn quanh, come back, trở về, hand out, truyền lại, find out, tìm hiểu, take care of, đó là chăm sóc. Thì chúng ta sẽ tập làm trước và chúng ta tham khảo đáp án sau các bạn nhé. Number one, câu số 1. From our hometown last Saturday. Từ quê nhà vào thứ bảy tuần trước với chủ ngữ là we, là chúng tôi. Vậy thì chúng ta dựa vào tình huống và những cái phần cho trước ở trong câu như thế này thì chúng ta có thể hiểu câu số 1 là chúng tôi đã trở về từ quê nhà vào thứ bảy tuần trước. Cho nên Kim sẽ chọn cho cô là động từ come back. Tuy nhiên chúng ta phải chú ý đến phần thì của động từ. Bởi vì trong bài tập số 4 này là chúng ta điền cụm động từ nhưng mà chúng ta phải đưa ra cái phần correct form, có nghĩa là hình thức đúng của nó. Vậy thì dựa vào last Saturday là thứ bảy trước thì động từ phải ở thì quá khứ đơn. Do vậy chúng ta sẽ chia động từ come back này cho cô thành là came back. Chúng ta đưa nó về quá khứ các bạn nhé. Number 2, câu số 2. The artisans in my village usually rescue to their eldest children. Những nghệ nhân ở làng tôi thì thường làm gì với cái tay nghề của họ cho những người con lớn nhất? Như vậy thì dựa vào tình huống chúng ta có thể thấy là những nghệ nhân này sẽ truyền nghề lại, truyền lại cái tay nghề của mình cho những người con lớn của mình. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô động từ, đó là động từ hand down. Và đối với thì của động từ thì ở đây chúng ta thấy có usually, thường xuyên, thì từ này cho chúng ta biết động từ sẽ ở thì hiện tại đơn. Mà chủ ngữ lại là ngôi thứ ba số nhiều, do vậy thì động từ chúng ta sẽ giữ ở dạng nguyên mẫu, hand down. Tiếp theo là câu số 3. If you want to about our community, you can go to the local museum. Nếu như bạn muốn làm gì đó về cộng đồng của chúng ta, thì bạn có thể đi tới viện bảo tàng địa phương. Và dựa vào tình huống của câu thì ở câu số 3 này chúng ta có thể điền cho cô là động từ find out, có nghĩa là tìm hiểu. Thì đối với thì của động từ trong câu này thì chúng ta thấy là want là động từ và sau đó thì nó sẽ là một dạng là động từ nguyên mẫu có to, cho nên chúng ta sẽ để ở dạng nguyên mẫu ở đây. And number 4, câu số 4. When we aren't at home, our neighbor, our cats. Khi chúng ta không có ở nhà thì người hàng xóm của chúng ta, ở đây chúng ta sẽ điền một động từ và cụm từ our cats là những chú mèo của chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể điền cho cô động từ chăm sóc là cụm động từ take care of.
Kể thì của động từ thì trong câu này chúng ta thấy là hai mệnh đề các em sẽ sử dụng cho cô là thì hiện tại đơn theo cái mệnh đề đầu tiên này. Và ở mệnh đề số 2 thì chủ ngữ là neighbor, là môn thứ ba số ít. Cho nên ở thì hiện tại đơn thì động từ take này các em sẽ thêm s vào. Như vậy sẽ là takes care of. And number 5, câu số 5. Whenever I go to a new place, I spend time. Bất cứ khi nào mà tôi đi đến một cái địa điểm mới thì tôi đều dành thời gian làm gì đó. Thì ở trong các cụm từ bên trên chúng ta có thể điền cho cô là look around, đó là ngắm nhìn xung quanh hay là quan sát xung quanh. Động từ đầu tiên này, look around, chúng ta điền vào đây. Tuy nhiên là xét về hình thức của động từ thì trong mệnh đề này các em thấy có chủ ngữ I, động từ stand đứng sau nó là động từ chính rồi. Thì đứng sau stand này chúng ta sẽ dùng cho cô ở dạng verb in, đó là looking around. Chúng ta sẽ thêm đuôi in vào động từ này các bạn nhé. Bất cứ khi nào mà tôi đi đến một cái địa điểm mới thì tôi dành thời gian để quan sát xung quanh. Đó là nội dung hoạt động số 4. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển qua bài tập số 5. Ở trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục với phần phrasal verbs, là những cụm động từ, và chúng ta sẽ có một game, một trò chơi như sau. Find someone who, tìm ra người nào mà như thế nào đó. Và yêu cầu của phần này là chúng ta hỏi thật nhiều người bạn nhất có thể với những câu hỏi dưới đây. Sau đó thì chúng ta có thể quan sát bảng, mình có 5 câu hỏi. Và trong cột thứ hai là cột name thì chúng ta sẽ viết tên của bạn mình vào đây. Về phần tên thì chúng ta sẽ tự thực hành. Các em sẽ đặt câu hỏi để chúng ta viết tên vào đây. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em các câu hỏi như sau. Do your parents often come back late at night? Ba mẹ của bạn có thường xuyên trở về nhà trễ vào buổi tối hay không? Câu số 2. Do you get on with all your classmates? Bạn có hòa đồng với tất cả các bạn cùng lớp của mình hay không? Câu hỏi số 3. Do you take care of your younger brother or sister? Bạn có chăm sóc cho em trai hay là em gái của mình hay không? Number 4. Câu hỏi số 4. Do you want to cut down on fast food? Bạn có muốn cắt giảm đồ ăn nhanh hay không? And number 5. Câu số 5. Do you enjoy going out at weekends? Bạn có thích đi chơi vào những cái dịp cuối tuần hay không? Đó là 5 câu hỏi chúng ta sử dụng để hỏi các bạn của mình trong lớp. Thì chúng ta có thể thấy được đây là những câu hỏi yes, no. Khi bạn của mình trả lời yes là có thì chúng ta sẽ viết tên của bạn vào đây các em nhé. Và nói chung ở hoạt động số 5 này thì mục đích của nó là chúng ta ôn lại và chúng ta luyện tập thật nhiều dạng câu hỏi yes, no và chúng ta có cơ hội để chúng ta giao tiếp, hỏi đáp cùng với bạn của mình trong lớp. Đó là yêu cầu của hoạt động số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. Phần A Closer Look to của bài số 1. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.